Đây anh em thấy không? Một ván đấu mà full xe B, một mình là xe C thôi, chúng ta vẫn về thứ ba. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Martini. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục review xe Pininfarina H2 Speed. Chiếc xe này thì không còn lạ gì với anh em nữa rồi, chúng ta sẽ đến ngay phần chỉ số. Và đây là một trong ba con xe quốc dân mà mình đã nói ở Class C với anh em, với ACR Viper này, với H2 Speed và một xe quốc dân nữa ở Class C, đó là Acura 2017 NSX. Và hôm nay sẽ là đánh giá nhanh của Pininfarina H2 Speed. Rồi, đây là một chiếc xe trong Advan 9 mà ở Class C vô cùng dễ kiếm, mà đua thì cũng gọi là rất là mượt. Thực sự là đến bây giờ thì mình mới có đánh giá nhanh cho anh em đây. Tốc độ 317, cái tốc độ thì đã quá cũ rồi. Thực sự con xe này ở mức rank 3003. Hiện tại thì có đến hơn 20 con xe ở Class C có mức rank cao hơn chiếc xe này rồi. Và chiếc xe này thì đã quá cũ ở trong Advan 9 rồi. Cái top speed này thì mình đánh giá nó ở tầm trung bình ở thời điểm hiện tại. Tăng tốc 78 thì không phải là một cái chỉ số vừa vặn hay là một chỉ số khỏe, mà đây là một chỉ số nó hơi tệ một chút. Nhưng 2086 sẽ là con số khiến cho anh em vào game cảm nhận được cực kỳ rõ nét cái khả năng drift lẫn những pha xử lý của con xe này, thì nó cực kỳ gọi là nuột nà luôn. Nitro 60 nhìn thì có vẻ là hơi trung bình một chút, nhưng mà vào game thì mình nghĩ là cái chỉ số 60 Nitro này nó cũng sẽ tương đối nhiều. Với con xe này thì đây không phải một review về một chiếc xe gọi là top class hay là một chiếc xe mới ra, mà đây là một con xe quốc dân. Và đây cũng là một con xe mà rất nhiều người thích, nhiều người sử dụng ở dưới Class C. Đây, ngay trong ván đấu đầu tiên thì cái bộ ba quốc dân như mình đã nói rồi, hiện tại đang ở Class C mà gặp ngay một ông H2, hai ông ACR và một ông 2017. Đang xuất phát ban đầu thì chỉ số 78 là một chỉ số đấy, anh em thấy không, nó không vượt được chiếc xe nào ở trong ván đấu này cả, bởi vì cái chỉ số 78 không phải chỉ số cao. Tuy nhiên thì map này thì mình cũng biết sử dụng trick một chút, cho nên là lấy được airspeed đoạn đầu đây. Ui sổi, anh em thấy một pha drift gọi là nuốt được nuột chưa? Đây, tiếp tục sẽ là một pha drift này. Anh em thấy quá nuột không? Mà tốc độ nó mất đi chả đáng là bao cả. Úi dồi ôi, thực sự là những pha drift vô cùng chất lượng của chiếc H2 này. Chiếc H2 này thì là một chiếc xe điện, mà thường thì chiếc xe điện sẽ phải có tăng tốc các thứ nó kinh khủng lắm cơ. Nhưng mà đây là một chiếc xe điện mà vào game Advan 9 nó có cái handling nó gọi là cực kỳ ok la thôi, chứ còn cái tăng tốc của chiếc xe này thì không bá. Con này bá nhất là ở cái handling này rồi. Nitro đấy, anh em thấy không, nó gọi là tương đối đủ dùng, không phải là mức siêu trâu, mà đây là một mức cũng thuộc gọi là khá trâu với cái chỉ số nitro như này. Mình dùng rất là dồi dào, một phần là do là những pha drift của chiếc xe này không tốn nhiều tốc độ, và chúng ta chỉ cần bắn nhẹ những cái sốc quay hay nitro đỏ lên phát là chiếc xe này mắc tốc độ rồi, chưa cần dùng đến hết nitro cơ. Và anh em thấy không, với một chiếc xe mà có handling, drift các thứ nó quá ngon như này thì chúng ta xử lý một ván đấu một cách vô cùng dễ dàng. Những cái cung đường nó khó đến mấy thì chiếc xe này cua thì tốc độ nó cũng không giảm đi đáng bao nhiêu. Ván đấu đầu tiên rất nuột, chúng ta sẽ đến ngay vào đấu thứ hai. Với cái tốc độ trung bình như này ở dưới Class C này thì anh em cũng dễ dàng gặp những cái đối thủ nó cầm quốc dân giống mình thôi, ACR hay H2 rất là nhiều. Đây anh em thấy không, ngay ván đấu này luôn, rất nhiều những chiếc xe quốc dân ở Class C. Và thường thì những chiếc xe top tier Class C cũng không phải dễ lấy, cũng không hề dễ gặp đâu. Với chiếc H2 này anh em hoàn toàn có thể tự tin cầm để leo lên vàng. Thậm chí là có nhiều người còn đã từng có thử thách cầm con xe này leo đến tận rank Platinum rồi. Mặc dù với cái tốc độ nó hơi bị thấp một chút, tuy nhiên là không sao cả. Đây, chúng ta sẽ thể hiện cái pha drift ở những cái pha cua chữ U cực kỳ nuột nà này của H2. Quá mượt luôn. Tốc độ khi mà drift anh em thấy không, nó vẫn giữ được ở cái tốc độ rất là cao so với chỉ số top speed gốc luôn. Và những pha drift thì ôm cực kỳ ôm. Quá nuột đi. Và anh em thấy không, sau một pha drift chữ U như vừa rồi mà mình chỉ bắn nitro đỏ lên chỉ tầm có một tí mà thôi, chưa đến một nửa, chúng ta đã mắc lại được tốc độ rồi. Thường thì những chiếc xe khác mà drift nó tụt nhiều tốc độ quá thì mình sẽ phải bắn sốc quay nitro đỏ rất là nhiều mới lấy lại được tốc độ, nhưng mà chiếc xe này vì cái handling của nó quá ngon, cái drift của nó quá ngon đi, drift xong mà tốn cực kỳ ít tốc, cho nên là
bắn nhẹ một phát đã mắc tốc độ rồi. Tốc độ ổn định khi mà sử dụng nitro ở dưới mặt đường là 331 km/h, tương đối gọi là được, chấp nhận được rồi. Dù sao thì đây cũng là một con xe quốc dân, con xe vì sao nó là quốc dân, bởi vì con xe rất dễ kiếm, kiếm thẻ xe ở trong những cái sự kiện đơn giản, và anh em mắc con xe này thì cũng vô cùng nhanh. Và với một con xe mà đã được ra trong đời đầu của game như này thì cái mức credit để anh em nâng chiếc xe lên thì cũng vô cùng rẻ, không có gì gọi là khó khăn cả. Và đầu tiếp theo sẽ là map room, anh em thấy không? Như mình đã nói, tại vì sao chiếc xe này nó là chiếc xe quốc dân, bởi vì anh em thấy không, gặp trong MP cực kỳ nhiều. Đây H2 với cả ACR này, một đống luôn. À, tăng tốc đầu tiên, pha đầu tiên này thì mình được pha Roll 2 cực kỳ ngon, lấy được cả airspeed các kiểu luôn. Những pha xử lý perfect neutral rồi thì cũng hết nước chấm đi. Cái handling chỉ số nó cao như thế cơ mà. Quá nuột. Những cái map mà drift nhiều như này, H2 chúng ta vẫn xử lý vô cùng gọn gàng. Đây sẽ là một pha chúng ta test được cái perfect nitro khi mà rẽ nhá. Cái này là mình rẽ một nửa thôi để còn ăn bình nitro vừa xong. Bởi vì nitro con xe này cũng không gọi là siêu trâu được để mà có thể đi hết được cái pha vòng cua vừa rồi. Đây, đấy, những pha bẻ perfect nitro vô cùng mềm mại và nột nà. Một ván đấu mà đây là một cái map mà chúng ta sẽ phải rẽ drift cua các kiểu rất là nhiều, nhưng mà chiếc xe F2 anh em thấy không, mình đua một cách nhẹ bẫng luôn, không có gì khó khăn. Và bây giờ thì lên đến cả rank gold rồi, có lẽ là chúng ta sẽ được gặp thêm nhiều những xe B. Gặp xe B thì những chiếc xe B có tốc độ rất là cao, cũng hơi khó với một chiếc xe C như này. Nào, sẽ vào ngay thôi, ván đấu thứ tư. Ván đấu thứ tư chúng ta vẫn gặp những chiếc xe C, chưa có những chiếc xe B xuất hiện ở trên rank gold này. Rồi, tuy nhiên chúng ta đã xuất hiện một chiếc xe top tier class C rồi, đó là một chiếc Husaria 33. Tuy nhiên thì chiếc xe Husaria 33 là một chiếc xe vô cùng khó chơi, có tốc độ rất là cao. Để mà so cái độ dễ chơi giữa H2 và con Husaria thì rõ ràng là con Husaria 33 không có cửa, con xe đấy nitro rất là ít. Còn cái handling lẫn nitro của con H2 mình đang cầm này thì gọi là nuốt nuột nuột rồi, chả ngại vào map đấu nào cả. Có ngại là ngại những map mà đấu tốc độ, những map thẳng. Rồi, một pha gọi là chấp đi. Và chấp quả này có vẻ là hơi sâu. Trời ơi, drift nhẹ nhàng chưa? Để xem là trong ván đấu này chúng ta sẽ gỡ lại được vị trí bao nhiêu khi mà đang đứng ở vị trí thứ 6. Hơi khoai rồi đây. Đây, những pha drift mà thậm chí là mình còn phải nhả bớt ra, nếu không thì nó sẽ ôm quá vào trong. Bình thường những chiếc xe tốc cao thì sẽ cạ tường pha này, nhưng mà chiếc xe này có lẽ là drift thì sẽ nhanh hơn. Hơi lag một chút, lag nhẹ một cái mà giật bứng thì phát luôn. Không sao cả, chúng ta vẫn đang lấy lại được vị thế. Đây là map Ghost, mùa Ghost cho nên chúng ta sẽ không bị va quệt bởi những chiếc xe khác. Nào, chúng ta vươn lên được vị trí thứ hai với chiếc H2. Và xếp thứ nhất là chiếc Dodge Viper ACR, anh em thấy không? Vẫn là hai chiếc xe quốc dân ở class C. Quá êm luôn. Và chúng ta sẽ đến ngay vào đấu cuối cùng với chiếc Pininfarina H2 Speed. Và đấu cuối cùng ở trong ván đấu H2 Speed chúng ta gặp vô vàn xe B luôn. Quá nhiều xe B trong ván đấu này. Hơi khó rồi đây. Tuy nhiên chúng ta ở trong một cái map mà phải drift nhiều như này cũng là một thế mạnh này. Map rất ngoằn ngoèo anh em thấy không? Vừa vào đã phải drift cực kỳ nhiều và H2 đang chứng tỏ rất mạnh cái thế mạnh của nó. Cực kỳ mượt luôn anh em thấy không? Xử lý trong map Osaka này nuốt luôn luôn. Giữ nitro lại cho phát mất tốc này.
Quá nuột luôn. Tuy nhiên map Ghost, ở trong mùa Ghost này thì các đối thủ sẽ không thể cây đi nhau, không va chạm nhau, không hút vào người nhau được. Cho nên là chúng ta không thể lấy cái lợi thế đi đầu tiên để có thể chèn ép đối thủ đằng sau. Và đối thủ đằng sau cứ thế mà tông thẳng vượt lên thôi. Quá nuột đi. Nhưng anh em có thể thấy là chiếc xe này giữ tốc quá tốt vậy. Drip này, ui sổi nó quá mượt luôn. Trong một ván đấu rất nhiều xe B, chúng ta vẫn về được vị trí thứ 3. Thế là kết quả quá tốt rồi, cộng lên đến 25 điểm. Đây anh em thấy không, một ván đấu mà full xe B, một mình là xe C thôi, chúng ta vẫn về thứ 3 với cái lợi thế ở cái map mà cua nhiều như này. Rồi, và đó là đánh giá nhanh của mình về chiếc Pininfarina H2 Speed, chiếc xe quốc dân trong bộ 3 quốc dân ở Class C, quốc dân về dễ kiếm, về sức mạnh. Anh em có vẫn còn hay sử dụng chiếc xe này hay không? Hãy để lại cho mình comment để mình biết đấy nhá. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em trong những clip tiếp theo.